Trang Nhật phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California 4:30 giờ, giờ California tức là 6:30 giờ, giờ Houston Texas hôm nay là ngày thứ ba ngày 2 tây tháng 6 năm 2020 trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trong cái đề tài đầu tiên lúc nãy thì Phong đã đưa cho các bạn cái tin hai cái tin. Cái tin là Trung Quốc muốn phát triển cái đảo Hải Nam trở thành một trung tâm mậu dịch của thế giới và trung tâm về thuyền bè bến cảng của thế giới. Là cái tham vọng của Bắc Kinh và họ sẽ xây dựng cái này từ đây cho tới năm 2035 và cái điều là cái tham vọng của họ là có thể chuyển đổi trung tâm tài chính từ Hồng Kông qua Hải Nam và đồng thời chặn cái chớp của đây của cái chớp mà kiếm tiền nhiều nhất của Singapore tức là cái cái eo biển Malacca nơi mà thuyền bè đi ngang qua eo biển đó để mà đi qua bên ấn độ dương cần phải bảo trì cần phải tấp qua vân vân và vân, vân vân thì đây là một cái tham vọng lớn của Bắc Kinh tuy nhiên tham vọng này có đạt được hay không lại là một chuyện khác bởi vì ngày hôm nay thì chính Duterte đã bất ngờ đảo ngược một cái quyết định hồi tháng 2 của ông ta. Là hồi tháng 2, do giận phía Hoa Kỳ cấm một thượng nghị sĩ đồng minh của ông ta, đồng minh chính trị của ông ta đặt chân vào Hoa Kỳ. Duterte đã đưa ra cái quyết định hủy bỏ tất cả các cái hiệp ước với Hoa Kỳ. Trong đó có một cái hiệp ước quan trọng về quân sự. Đó là cái hiệp ước và có cái tên gọi tắt là VFA, tức là Visiting Force Agreement. Đây là cái hiệp ước mà giúp cho Philippines... À, nhận được sự huấn luyện của binh, binh sĩ Hoa Kỳ và đôi bên thăm viếng lẫn nhau, trao đổi quân sự với nhau và tập trận chung với nhau. Và giữa lúc mà Philippines đang phải đối phó với hai thế lực à, quân, quân sự vũ trang. Thứ nhất là thế lực của Cộng Phỉ, gọi là bên Phi gọi là Cộng Phỉ, tức là những nhóm đi theo Cộng sản, theo chủ nghĩa Maoist đang hoạt động trong các rừng núi ở Philippines. Thứ hai là cái nhóm Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở miền Nam Philippines, tức là ở, ở tỉnh Mindanao. Thì do đó thì ông Duterte lại cộng thêm cái phần mà bành trướng của Trung Quốc ở trên à, à, Biển Đông Và Philippines đã có thái độ lật lại tất cả những cái này Và Duterte đã rút lại cái quyết định đó Tức là sẽ mở lại cái con đường hợp tác với lại phía Hoa Kỳ trong vấn đề quân sự Để đối phó với sự bành trướng của Bắc Kinh Do đó việc thay đổi bất ngờ này của Philippines sẽ là một cái ván bài nặng ký Và nó tạo được cái lợi thế cho Hoa Kỳ Sự hiện diện của Hoa Kỳ trên Biển Đông nhiều hơn và nó sẽ chặt bớt đi một vây cánh của Bắc Kinh khi mà Bắc Kinh bắt đầu đang có cái dự tính tham vọng là khống chế toàn bộ cục diện của biển đông từ quân sự tới kinh tế kinh tế tức là cái đảo hai nam đó và quân sự là các bạn thấy là tất cả những cái đồn trú quân sự của Trung Quốc từ Hoàng Sa xuống tới Trường Sa thì Trung Quốc đang có cái giấc mộng này tuy nhiên giấc mộng này có thực hiện được hay không thì lại là một chuyện khác có đều là sự thay đổi của Philippines đã mang tới một cái hy vọng mới và ngăn chặn được cái sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Đông trong thời gian này. Hy vọng rằng trong thời gian tới, Duterte sẽ có những cái quyết định tương đối là hợp với lại cái chủ trương chung của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế để ngăn chặn sự bành trướng đầy tham vọng của Bắc Kinh. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất. Và cái bước qua cái đề tài thứ hai không phải chỉ có trên biển Đông, Trung Quốc đã bắt đầu bị thất thế mà trên bình diện mặt trận quốc tế Trung Quốc cũng bị thất thế luôn các bạn còn nhớ cách đây mấy ngày thì tôi có loan cái tin là bây giờ chính quyền của ông Boris Johnson tức là thủ tướng của nước Anh đã bắt đầu duyệt xét lại cái việc mà ngăn cấm công ty Huawei phát triển mạng lưới 5G tại Anh trước đó thì chính quyền của ông có cho phép công ty này được phát triển 35% cái thị trường tiêu thụ của nước Anh nhưng mà với cái áp lực quá mạnh mẽ của ngay chính trong đảng của ông ta và đảng đối lập cộng thêm Hoa Kỳ đe dọa sẽ rút khỏi căn cứ quân sự khỏi nước Anh. Thì bây giờ chính quyền của ông Boris Johnson đã bắt đầu có cái quyết định và chính anh và chính ông ta đã đề nghị trong cái phiên họp sắp tới của khối G7 tức là khối 3G7 thì ông ta đề nghị là thành lập một cái câu lạc bộ 10 nước để mà phát triển cái mạng lưới 5G nhằm đối phó với Trung Quốc. Đó là chính ông Boris Johnson đã đưa ra. Thì cái điều này cho thấy là anh có khả năng trong một vài tuần nữa sẽ cắt bỏ luôn cái quyết định còn lại là không để cho Huawei và Trung Quốc có thể phát triển mạng lưới 5G của họ tại nước Anh. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay tôi lại có hai cái tin. Hai cái tin này cộng những cái tin này lại để cho các bạn thấy rằng Trung Quốc đang dần dần bị cô lập. Thứ nhất là Canada. Một trong những công ty viễn thông hàng đầu của Canada là công ty Telus đã lên tiếng cho biết là họ chính thức đã làm partnership tức là làm đối tác với đối thủ của công ty Huawei là công ty Ericsson và công ty Nokia trong việc phát triển mạng lưới 5G tại Canada. Và Telus được xem là một trong những cái sau khi cái phiên họp thì công ty BCE là một trong những cái công ty viễn thông hàng đầu của Canada đã chính thức cho biết là họ hợp tác với lại công ty Ericsson để mà có thể ngăn chặn và cũng như là phát triển mạng lưới 5G và ngăn chặn cái sự phát triển của công ty Huawei trong cái lĩnh vực cung cấp cái hạ tầng cơ sở về 5G ở Canada. Quyết định này đã đưa ra giữa lúc mà Ottawa vẫn chưa có tính thức loan báo là có cho phép công ty 5G được xây dựng cái mạng lưới 5G ở Canada hay không. Mặc dù rằng là tất cả các công ty viễn thông của Canada đã chuẩn bị trong cái tinh thần là sẽ không hợp tác với công ty 5 của Huawei. Lý do là bởi vì công ty này đã bị đóng đinh bởi cơ quan FCC của Hoa Kỳ. Mà hệ thống viễn thông của Canada lại có cái mạng lưới thị trường rất lớn ở ngay sát đất nước Canada là Hoa Kỳ. Do đó thì hầu hết mặc dù chưa chính quyền Ottawa vẫn chưa đưa ra quyết định nhưng mà các công ty viễn thông đã rụt rịch hợp tác với những công ty nào tránh xa các công ty của Trung Quốc. Đó là một trong những cái uh, tin mới nhất chiều ngày hôm nay và bản tin thứ hai, Romania đã hủy bỏ một cái thương lượng với uh, Trung Quốc để xây cho họ một cái nhà máy điện nguyên tử sau khi có những cái lo ngại từ hồi tháng Giêng. Bản Romania là một quốc gia tại Âu châu. Tôi nhớ không lầm Romania chính là quê hương của Dracula tức là quỷ Dracula đó các bạn nơi mà người ta có những cái truyền thuyết liên quan tới Dracula đó là chính là Romania chính quyền Romania đã yêu cầu công ty năng lượng mà quốc danh của cái à, quốc gia này à, là phải chấm dứt ngay cái việc mà partner với công ty của Trung Quốc mà công ty Trung Quốc có cái tên là China General Nuclear Power Group gọi tắt là CGN thì đây là cái công ty mà đã có cái hợp tác với lại cái công ty quốc doanh về năng lượng của Romania để mà phát triển một cái nhà lò phản ứng nguyên tử với cái mức độ là khoảng 700 MW để cung cấp toàn điện toàn bộ cái điện cho cái quốc gia này và đáng lý ra thì nó đã được ký kết. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày từ tháng Giêng thì cái dự án này đã bị đặt câu hỏi và đã có những cái sự lo ngại về tình trạng mà nếu như xây dựng như vậy thì có nghĩa là cái nguồn năng lượng và cái việc mà bảo trì cái các cái, cái lò nguyên tử này sẽ lệ thuộc vào Trung Quốc và điều này nó gây nguy hiểm cho cái uh, khu vực và đồng thời là họ cũng không tin tưởng rằng Bắc Kinh có thể uh, giữ được an toàn trong việc xây dựng những cái lò uh, cái lò nguyên tử ở tại khu vực này và trong đó thì cái tham vọng là cung cấp 82.49% cho toàn bộ cái cái nguồn điện cho đất nước của Romania. Đây là một trong những cái hợp tác. Tuy nhiên thì đôi bên đã từng có cái thỏa thuận và từng có cách ký những cái cái bản ghi nhớ từ năm 2015. Lúc đó thì còn dưới thời của Obama vân vân. Nhưng bây giờ thì chính thức là Romania tuyên bố là hủy bỏ hoàn toàn. Họ không muốn hợp tác bất cứ một điều gì với phía Bắc Kinh. Đây là một trong những cái dự án mới nhất và đã hủy bỏ. Vậy thì như vậy là cái uh, Âu Châu lại có thêm một quốc gia nữa đã chấm dứt tất cả những cái hoạt động hợp tác với lại phía Trung Quốc ngay sau khi Cộng hòa Czech tức là Tiệp Khắc cũng đã ngưng lại tất cả các cái dự án hợp tác với Bắc Kinh thì uh, đây là hai bản tin mà tôi đưa ra trong ngày hôm nay để cho mọi người nhìn thấy rõ Bắc Kinh không phải chỉ thất thế ở biển Đông trong cái quyết định ngày hôm nay của Duterte mà trên bình diện toàn bộ cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đang bị mất thế. Mặc dù họ vẫn còn thao túng rất nhiều trong các cái định chế thế giới, à, ví dụ như là ở trong Liên Hiệp Quốc, họ đã xây dựng cái thế lực của họ trong đó nhiều năm, họ có nhiều nước nhỏ nhận tài trợ của họ phải bỏ phiếu theo họ, những quốc gia mà nợ nần của họ bỏ phiếu theo họ. Nhưng trên bệnh viện của cộng đồng quốc tế, dần dần Bắc Kinh đang bị cô lập. Khu vực Âu Châu là bắt đầu đã có những cái phong trào gọi là tẩy chay hàng Trung Quốc. Và bên cạnh việc tẩy chay hàng Trung Quốc thì có nhiều chính trị gia cánh hữu đã lên tiếng yêu cầu các chính quyền cánh tả là phải duyệt xét lại tất cả những cái hợp hiệp ước với lại Trung Quốc và tất cả những cái hợp đồng với những công ty của Trung Quốc và để đề phòng cái vấn đề gọi là bị ảnh hưởng và mất cái an toàn của cái lĩnh vực mà họ đang hợp tác, ví dụ lĩnh vực về năng lượng, lĩnh vực về xuất khẩu, lĩnh vực về phương tiện sinh hoạt xã hội nhất là Trung Quốc đang nắm trong tay cái cái nguồn sản xuất được xem là lớn nhất thế giới và luôn khi mà Trung Quốc ngưng xuất cảng thì các quốc gia của Âu châu sẽ bị lâm vào tình trạng khó khăn điển hình là cái đại dịch vừa qua khi mà Bắc Kinh đã thu tóm tất cả những cái phương tiện về dụng cụ y khoa thì nhiều quốc gia đã bị lâm vào tình trạng thiếu hụt dụng cụ y khoa. Đây là cái sự nguy hiểm mà họ nhận ra được từ phía Bắc Kinh họ nhận ra được là cái sự thiếu an toàn về những cái này đang bị bắc kinh nắm do đó bây giờ họ tìm đủ mọi cách để mà thoát khỏi cái ảnh hưởng của bắc kinh thì điều này cho các bạn thấy là cái hình ảnh của trung quốc ở trên chính trường quốc tế hiện nay rất là thấp bây giờ họ lại dùng thêm cái chính sách gọi là à, ngoại giao chiến lan thì cái chính sách này là bày tỏ cái à, cái à, cái chính sách ngoại giao cứng rắn của họ lại càng làm cho cái tư thế của họ xuống thấp hơn. Bởi vì khi dùng cái chính sách cứng rắn này, tức là những quốc gia nào ngang hàng thì họ kênh kiểu họ sẵn sàng gọi là uh, trả đủ qua lại, ví dụ như Hoa Kỳ. Ví dụ như nước Úc là những quốc gia có cái có cái uh, thị trường gọi là tương đương để mà làm việc với họ thì họ bắt đầu họ dùng những cái này, họ trả đũa. Còn đối với những quốc gia nhỏ thì họ quay ra họ quy hiếp Ví dụ như Cộng hòa Czech Họ uy hiếp khi mà Thượng viện của Cộng hòa Czech bỏ phiếu Để mà người chủ tịch Thượng viện viếng thăm Đài Loan Thì họ đe dọa đủ mọi kiểu Họ gửi thư, họ đe dọa, họ làm đủ mọi trò hết Thì đối với những quốc gia nhỏ Thì họ đều có cái chính sách ngoại giao đe dọa Và những quốc gia nào nghèo nàn lạc hậu Thì họ dùng những cái món nợ Để uy hiếp những quốc gia đó Thì các bạn thấy là cái chính sách ngoại giao chiến lan này của Trung Quốc đang được áp dụng hiện nay sau cái phiên họp quốc hội của họ cho thấy rằng là cái tư thế của Trung Quốc càng lúc càng bị mất điểm. Mất điểm rất nhiều. Và thêm vào đó, vừa rồi, họ lại áp dụng cái đạo luật gọi là an ninh quốc gia lên lãnh thổ Hồng Kông. Gần như là cướp hẳn luôn cái quyền tự trị của người Hồng Kông. Thì các bạn thấy sáng nay tôi có đăng tin là 37 quốc gia trong đó có cả Canada đã ký trong một cái bản thông cáo chung và lên án Bắc Kinh kêu gọi Bắc Kinh là phải chấm dứt ngay cái đạo luật này. Rồi Anh quốc cũng đã có một cái chính sách cứng rắn hơn để mà bắt đầu có cái cái việc mà hỗ trợ cho người Hồng Kông. Hoa Kỳ thì khỏi nói rồi. Hoa Kỳ thì khỏi nói rồi. Và ngày hôm nay thì chính Anh đã họp với lại Canada, New Zealand và một số quốc gia khác để bắt đầu có cái chương trình di tản người Hồng Kông ra khỏi lãnh thổ Hồng Kông. Tức là phải nhờ những quốc gia này phụ với anh đón nhận những người Hồng Kông tới định cư nước của họ. Thì các bạn thấy rõ ràng là Trung Quốc đang có một cái đang phải đương đầu với lại một cái gọi là bị cái sự cô lập cái sự cô lập của cộng đồng quốc tế và dần dần nhiều quốc gia đã tách khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc. Các bạn thấy Philippines là cái nơi ảnh hưởng nhiều nhất mà bây giờ đã thay đổi quan điểm rồi. Thì các bạn nghĩ đi, những khu vực ở Trung Á những khu vực ở Nam Á, Nam Á thì tầm ảnh hưởng của Ấn Độ đang có xung đột biên giới với Ấn Độ rồi. Rồi à, khu vực của Trung Á bây giờ thì ông Mike Pompeo đã nhúng bàn tay vào trong đó và các quốc gia tại Trung Á từ xưa tới nay sau khi thoát khỏi ảnh hưởng của Nga thì bây giờ nằm dưới ảnh hưởng của Trung Quốc và khi nằm dưới ảnh hưởng của Trung Quốc thì họ bị uy hiếp quá lớn. Bây giờ họ bắt đầu xoay chiều trong đó có Tajikistan, Uzbekistan rồi Kazakhstan những quốc gia này là những quốc gia thuộc vùng trung á, tức là nằm giữa Á châu và Âu châu. Thì những quốc gia này đã bắt những quốc gia này lại nằm trong cái group gọi là Shanghai Corporation gồm 6 quốc gia Trung Á và Trung Quốc. Nhưng bây giờ 6 quốc gia Trung Á họ mang nợ nần quá nhiều của Trung Quốc và bị Trung Quốc uy hiếp quá nhiều trong cái lá phiếu của họ ở Liên Hiệp Quốc. Thì bây giờ họ bắt đầu phản kháng. Trung Á đã bị mất đi rồi. Ngược lại, cái sân sâu mà xưa nay Trung Quốc vẫn cảm thấy an toàn khi phát triển. Nhưng bây giờ đã bắt đầu bị kiểm soát và đang có một cái xu thế rất mạnh. Đó là khu vực Phi Châu. Nó bắt nguồn từ cái đại dịch. <laughs> khi mà có một số người da đen bị kỳ thị tại Quảng Châu. Tin tức này bùng nổ thì bây giờ ngay tại Phi Châu đã có một cái chiến dịch tẩy chay China. Và các bạn nhớ cách đây mấy ngày đã có mấy cái công xưởng của người Trung Quốc mà ông chủ là người Trung Quốc đã bị công nhân người da đen à, họ nổi lên và họ nổi loạn và cuối cùng là có ba người Trung Quốc đã bị giết chết trong cái à, cái cuộc nổi loạn ở Phi Châu. Và tình hình này nó đang lan rộng qua từng quốc gia ở Phi Châu. Những hình ảnh này cho các bạn thấy rằng là Trung Quốc đã dần dần mất đi ảnh hưởng trên toàn cầu. Sau 20 năm, họ sử dụng cái nguồn kinh tế, cái sự phát triển kinh tế để mà họ thống trị và họ dùng quyền lực mềm này để mà họ uy hiếp những quốc gia khác thì bây giờ tất cả mọi thứ đã xoay chiều ngay cả bây giờ cái tiểu bang victoria tại nước úc ông à, cái ông thủ hiến đó ông andrew á ông đã ký cái hồi bước một bàn đai một con đường chính bản thân ông bây giờ đang phải đối diện với tất cả những cái sự chỉ trích trên toàn nước úc từ chính quyền liên bang cho tới đảng đối lập ngay tại tiểu bang victoria đã lên tiếng phản ứng rất mạnh mẽ đối với ông ta Tôi nghĩ rằng cái áp lực này không kéo dài bao lâu Thì ông này cũng sẽ hủy bỏ Cái một vành đai một con đường với lại Trung Quốc Thì các bạn thấy là coi như là Còn có khu vực nào trên thế giới Mà Trung Quốc có thể thao túng được nữa hay không Trong khi tất cả các cái hình ảnh khác Nó bắt đầu nó xoay chiều Và đây chính là cái chiến lược Của Tổng thống Trump Phải chặt hết càng của Trung Quốc mới đánh vào trung tâm Chứ mà nếu mà đánh vào trung tâm Thì họ còn có nhiều cái vệ tinh ở bên ngoài Tác động ngược lại Thì rất là khó Ông Trump đã đi cái chiến lược cô lập Trung Quốc và trong 3 năm qua, ông đã thực hiện tối đa cái chiến lược này. Rồi đến bây giờ đã bắt đầu có chút xíu hiệu quả. Tôi nói là có chút xíu hiệu quả, tức là các quốc gia đã bắt đầu suy nghĩ lại, xoay chiều và bắt đầu là phải chọn hướng, giống như tôi nói với các bạn, ông Trump đang thúc đẩy các quốc gia phải chọn một quý vị chọn Hoa Kỳ, hai quý vị chọn Trung Quốc. Ông đã đi cái chiến lược này và tìm cách cô lập Trung Quốc bằng mọi giá và kết quả thì bây giờ ông đã đạt được ít nhất là cái sự xoay chiều suy nghĩ của những quốc gia trước đây là đứng chặt với Trung Quốc nhưng bây giờ họ tách ra nhờ cái đại dịch này một phần phải nói là Tổng thống Trump nhờ cái đại dịch này một phần đã giúp cho ông đã giúp cho ông có khả năng đi được cái chiến lược này nhanh hơn như thường lệ nhanh hơn so với cái dự tính của ông và nếu mà cái xu thế này tiếp tục đi như vậy thì các bạn nghĩ rằng đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Họ đưa ra cái chính sách ngoại giao cứng rắn rồi. Thì tiếp theo cái chính sách ngoại giao cứng rắn sẽ là cái gì? Khi mà đụng chạm rất là mạnh ở trên cơ chế Liên Hợp Quốc, rồi đụng chạm rất là mạnh ở các cái mặt trận khác. Thì cuối cùng Trung Quốc phải dịu dọng. Hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là Bắc Kinh sẽ dịu dọng với những quốc gia đang có xu hướng tách rời khỏi mình. Ví dụ như Philippines, hứa đầu tư vô 18 tỷ Mỹ Kim vào thì vào Philippines. Cuối cùng bây giờ tất cả các dự án 2 năm rồi, 3, gần 3 năm rồi mà có trăm mấy triệu à. Thì bây giờ muốn lôi kéo Philippines thì Trung Quốc lại phải đổ tiền cả tỷ bạc vào trong đó để chứng minh cho tôi thấy là chúng tôi bắt đầu đổ tiền vô. Tốn tiền cho các bạn. Rồi tất cả những quốc gia khác cũng vậy. Cái lời cam kết của Bắc Kinh với những quốc gia khác thì các bạn tốn tiền rất là nhiều. Nếu muốn đi mua lại cái tư thế của mình. Trung Quốc sẽ phải tốn rất nhiều tiền mà chưa chắc là những quốc gia này đồng ý nữa. Là bởi vì sao? Họ nhìn cái xu thế khác rồi. Lúc trước họ rất cần tiền, ai đưa tiền thì họ sẵn sàng hợp tác với người đó. Nhưng bây giờ không phải chỉ có tiền không mà có tiền rồi xây dựng lên rồi phát triển thị trường ở đâu. Cuối cùng là Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn của tất cả các quốc gia trên thế giới. Bây giờ nếu mà được Trung Quốc nhưng mất cái thị trường Hoa Kỳ thì cô cuối cùng có đủ sản xuất cho đủ sản xuất cho lắm có công xưởng mở ở nước mình rồi xuất cảng đi đâu xuất cảng đi đâu cho nên cuối cùng các quốc gia phải nghĩ tới cái đầu tiêu thụ đầu tiêu thụ là hoa kỳ do đó cuối cùng họ sẽ, dù trung quốc có đưa đổi lại chính sách có mềm dẻo đi nữa thì họ sẽ đưa ra thái độ này tức là họ cũng gọi là 50-50 ok để tôi suy nghĩ có thể nào Tại vì họ muốn coi cuộc đấu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở mức độ nào họ mới chọn lựa. Những quốc gia đó là như vậy. Thì bây giờ các bạn, đó là nếu mà tôi đưa ra cái chính sách gọi là nếu Trung Quốc dịu giọng nếu Trung Quốc, đảng, đảng Cộng sản Trung Quốc dịu vọng để bắt đầu đi thuyết phục lại những quốc gia khác. Còn nếu như Trung Quốc, Bắc Kinh không dịu vọng tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn hơn, thì cái bước kế tiếp họ sẽ làm cái gì? Họ làm cái gì để cho tất cả những quốc gia đó quay trở lại với họ đây các bạn. Nếu chính sách mềm dẻo không thành công và tốn kém quá nhiều tiền thì phải dùng chính sách cứng rắn. Thì chính sách cứng rắn đó là cái gì các bạn? Đi siết nợ, ê, phải trả nợ cho tao ngày mai ha. Trên trường quốc tế đâu có như vậy. Bây giờ có siết thì nữa cũng muốn, bây giờ mấy nước đó nó giờ tôi không trả, anh kiện tôi ra tòa đi. Thì bây giờ Trung Quốc nộp đơn ra tòa của WTO thì cũng phải chờ nó phán xét, nó xét xử nó xét xử xong rồi lúc đó mới biết được là mình tịch thu được cái bến cảng đó hay không. Mình tịch thu được cái uh, uh, cái uh, đường đầy xe lửa đó hay không. Hay là mình tịch thu được cái cầu đó hay không. Nhưng mà liệu Trung Quốc có chờ được cái sự phán xét của WTO hay không? Chưa chắc. Cái thời gian nó kéo dài 1 năm, 2 năm rồi sao? Các quốc gia này họ mua thời gian. Họ chờ tình hình mà. Cho nên nếu mà đi siết nợ, chưa chắc đã siết nợ được dùng siết nợ để uy hiếp chưa chắc đã làm được vậy thì cái phương pháp cuối cùng của bắc kinh là cái gì chiến tranh chỉ có khởi động chiến tranh thì mới uy hiếp được những quốc gia nào mà đang tìm cách né mình lôi cổ nó về mà khởi động chiến tranh thì bây giờ khởi động ở chỗ nào chỉ có chiến tranh là tập cận bình có thể làm được điều đó vừa trấn ở bên trong vừa trấn ở bên ngoài trong tức là trong nội bộ trong nội bộ là thống nhất quyền lực và bên ngoài răng đe tất cả những quốc gia nào đang tìm cách rời bỏ Trung Quốc tránh khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc thì bây giờ phải mở chiến tranh thôi và khởi động chiến tranh thì chỗ nào Bắc Hàn Đài Loan hay là Biển Đông ba điểm này là ba điểm tránh Ấn Độ thì không phải đâu cái biên giới Ấn Độ rất là nhỏ chưa chắc khởi động chiến tranh ở đây nhưng mà ít nhất là ba khu vực này là ba khu vực mà được xem là có thể được khởi động chiến tranh. Mà eo biển Đài Loan khởi động chiến tranh là risky nhất. Tại vì eo biển Đài Loan khởi động chiến tranh ngay đây là trực diện vào thẳng lực thêm lục địa của Trung Quốc. Vì nó cách có 180 km thôi, 185 km thôi. Ngó thẳng qua bên biển Hà Môn thôi là nó sẽ risky vô cùng, tức là nó sẽ nguy hiểm vô cùng. Còn nếu như khởi động chiến tranh ở biển Đông thì phải khởi động từ chỗ nào? Bây giờ họ ban lệnh là vùng đặc vùng, nó gọi là cái vùng uh, nhận diện phòng không ở trên biển đông ok tôi cứ cho rằng trung quốc đang sử dụng cái vùng nhận diện phòng không để đó bắt đầu là khiêu khích chiến tranh đi thì nếu như máy bay của hoa kỳ bay ngang thì sao họ bắn không nếu họ bắn là coi như khởi động chiến tranh từ ở biển đông nhưng mà liệu trung quốc có dám bắn hay không có dám cảnh cáo và có dám khiêu khích hay không khi b khi mà b 1 tức là bom B1 bomber tức là mà là là quanh cơ của Hoa Kỳ mà bay thẳng vào trong biển Đông thì sao và Hoa Kỳ sẵn sàng thách thức điều đó bởi vì Hoa Kỳ đã nói rồi thách thức chủ quyền của biển Đông và ngày hôm nay một lát nữa trong cái bản tin thời sự à, cập nhật của tôi là lá thư chính thức của ngoại trưởng Mike Pompeo gửi cho bà đại sứ của Hoa Kỳ ở Liên Quốc và đưa lên chuyển cho Liên Quốc là phản đối Trung Quốc đã Tuyên đã tuyên bố lãnh hải một cách bất hợp pháp trên biển Đông. Đó là cái, cái 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 văn bản chiều nay tôi sẽ có cái bản tin chi tiết đó. Tức là Hoa Kỳ thách thức Trung Quốc trên biển Đông luôn. Thì bây giờ Trung Quốc có giá bắn hay không? Họ phải khởi động chiến tranh thôi. Nhưng mà khởi động chỗ nào? Nếu không khởi động chiến tranh thì coi như Đảng Cộng sản Trung Quốc bế tắc. Tại vì càng lúc càng bị cô lập trên thế giới. Tôi vừa đưa cho các bạn mấy cái tin đó là các quốc gia bắt đầu tránh né hết Trung Quốc rồi nhất là sau cái luật mà an ninh quốc gia tại Hồng Kông thì họ lại càng né Trung Quốc ra luôn họ nhìn rõ cái chế độ độc tài toàn trị của Bắc Kinh quá nguy hiểm quá nguy hiểm do đó họ né ra hết và càng lúc thì Bắc Kinh bị cô lập mà nếu bị cô lập như vậy không lẽ bế quan tỏa cản à đóng cửa không chơi với ai hết có thể đi tới tình trạng đó không có thể nhưng mà tôi không nghĩ đảng cộng sản dám làm điều này tại vì làm điều này có nghĩa là chính đảng cộng sản tự giết họ ngay ngay trong nội địa của Trung Quốc. Tại người dân sống mấy chục năm nay họ giao tiếp bên ngoài rồi bây giờ tự nhiên bế quan tỏa cản họ không làm được. Ngày xưa thời thời của Mãn Thanh thì được. Thời Mãn Thanh tại vì Trung Quốc không có giao tiếp nhiều với thế giới bên ngoài. Thì họ bế quan tỏa cản được, họ sống với nhau được. Nhưng bây giờ một trăm mấy năm sau rồi. Và Trung Quốc đang hưởng rất là nhiều trong cái cái, cái gọi là toàn cầu hóa rồi. Mà biểu họ bây giờ bế quan tỏa cản là không thể nào rồi. Do đó, cái cuối cùng giống như tôi đã nói với các bạn trước sau gì, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ có một cuộc xung đột. Cuộc xung đột quân sự bởi vì nó cần giải quyết cái trật tự của thế giới và Bắc Kinh chỉ có một con đường, Đảng Cộng sản phải chấm dứt để chấm dứt cái sự đe dọa của uh, Trung Quốc đối với các quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu. Và đó là cái mục tiêu sẽ tới của Hoa Kỳ, giải quyết một cách dứt khoát cái tiềm năng đe dọa của Trung Quốc về cái vấn đề an ninh và phát triển trên toàn cầu. Do đó cuộc xung đột vũ trang này không phải là cuộc chiến tranh lạnh. Not the cold war. Mà nó là real war, nó là hot war, tức là nó không phải là cuộc chiến tranh lạnh mà nó là một cuộc chiến tranh thật sự, một cuộc chiến tranh nóng thì đúng hơn. Và những hình ảnh này chắc chắn nó sẽ diễn ra trong thời gian tới, không còn con đường nào khác. Đó là cái mà các bạn nhìn thấy được cái hoàn cảnh của Trung Quốc bây giờ trên chính trường quốc tế như thế nào. Ok các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều cho buổi chiều ngày hôm nay Và Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong chương trình tin cập nhật buổi tối Và trong phần tin này các bạn có thể đem cái đề tài ngày hôm nay lên để chúng ta tiếp tục thảo luận Hoặc là các bạn có thể dựa trên các bản tin mới nhất chiều ngày hôm nay của Phong Để thảo luận về các bản tin thời sự buổi chiều Lúc 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas Có nghĩa là một tiếng đồng hồ nữa Cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúng ta sẽ gặp lại sau Bye bye